Bữa nay vợ chồng mình phải ăn mừng mới được. Ủa mẹ? Ủa mẹ? Anh hai, chị hai, sao hai người ở đây? Thì tao lên thăm mày với mẹ nè. Trời ơi, thiệt tình đó. Lên mà không báo trước em tiếng, để vợ chồng em đi rước hai người. Có gì đâu, vợ tao đang mang thai. Tao dắt lên đây cho biết thành phố là cái gì. Với lại sợ gây phiền phức cho tụi mày nữa. Trời ơi, phiền gì đâu mà phiền. Người một nhà không mà. Thôi vô nhà đi. Chị đang mang bầu á. Mấy cái việc này để em làm cho, không có tiện đâu. Con Ngân đó là con dâu ở dưới quê, chứ không phải con dâu thành phố như mấy người ha. Mà tôi hồi đó đó, tôi mang bầu hai anh em đó nè, tôi làm công chuyện bình thường. Đúng rồi đó em ơi. Trời ơi, bà cái này nha, dưới quê chị làm hoài chứ gì. Chị quen rồi, nhìn em kìa, da dẻ mịn màng vậy sao mà làm được. Chị đổ cái nước này vô nè, lau nè chị. Chứ lau nước không vậy á, nó không có sạch. Trời ơi, ba cái sàn nhà này chị lau nước lã gì là nó sạch rồi em ơi. Không có sạch đâu chị. Lau nước không vậy á, rồi vết bẩn nó đọng lại. Với lại á, chị đang mang bầu vậy nè, dễ trượt té lắm. Cả vậy á, nó vẫn còn mùi tanh á. Tanh á hả? Ừ, cũng hơi tanh thiệt nha. Con Ngân, mày không có được nghe lời con Giang nha. Xài tiền tầm bậy tầm bạ đi. Mẹ nói đúng rồi đó. Anh không có như thằng Tú đâu, mà có tiền cho em tiêu em xài. Túi ve chai nè mẹ. Mẹ, con để cái túi ve chai này ở đây được không? Nhà của em chồng con cứ việc để. Có gì đâu không được. Chàng ơi, cái chậu này tốt mà người ta bỏ ha. Đúng rồi đó mẹ, cái chậu đẹp quá à, mình lấy được không? Thì người ta bỏ mình lấy, có gì đâu. Cửa hàng đối diện phản ánh, đây có phải người nhà của cô đúng không? Cậu ai vậy? Ai quay vậy? Làm gì mà quay mẹ con tôi? Có tin á, tôi kiện mấy người luôn không? Xem ra là hai người rồi, mời hai người đến phòng quản lý điều tra. Tôi làm gì? Tôi làm gì mà mời? Nhà tôi chủ động chạm gì tới ai đâu, tự nhiên mời là sao? Mẹ tôi nói đúng rồi đó. Tháng nào ở nhà tôi cũng trả phí quản lý hết trơn á. Mà lấy hút tí hoa làm gì dữ vậy? Xem ra tôi phải báo công an rồi. Anh ơi, thôi anh bỏ qua. Mẹ tôi với chị tôi mới từ dưới quê lên nên không biết. Có gì lát tôi bưng tôi trả cho người ta. Cô nếu nói như vậy thì thôi mau đem trả cho người ta đi. Ê, làm như dễ bắt nạt bà già nữa hả? Làm gì làm thử tôi coi coi, chắc tôi sợ à. Đúng là con dâu là người ngoài. Nhà này vô phước có đứa con dâu vậy đó. Thử coi có đứa nào dám làm bà già này không? Đúng rồi đó mẹ. Anh có biết á, hôm nay em xấu hổ đến nhường nào không? Em không thể sống mãi cái cuộc sống như vậy được nữa. Được rồi, để anh tìm cách nói chuyện với mẹ. Em yên tâm nha. Giang ơi, rang cơm đồ ăn nguội hết trơn con. Hai đứa ngồi xuống, hai đứa ngồi xuống. Nè, Giang, con ăn cơm đi con. Là Giang ăn cơm con. Mẹ xin lỗi tụi con nha. Hôm nay vậy mẹ lên mẹ làm phiền tụi con quá. Để ít bữa nữa mẹ sắp xếp cái này, mẹ đi về quê cái mẹ trả lại cái không gian yên tĩnh cho vợ chồng con nha. Dạ mẹ, đâu có phiền gì đâu mẹ. Mẹ cứ ở đây chơi với vợ chồng con. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi. Nói nghe Giang, Tú, tụi con á, kiếm chuyện làm cho anh chị hai con nha. Con Giang, con quen chủ cả không à. Cái chuyện mà kiếm công chuyện làm cho anh chị hai mày là dễ dàng lắm phải không con? Phải không con? Trời ơi, đúng rồi đó mấy đứa. Như vậy á, thì cả nhà mình không phải ở chung nhau rồi sao? Với lại nha, đẻ đứa con ra là con như người thành phố luôn rồi. Mẹ, chuyện này không có đơn giản vậy đâu. Để vợ chồng con bàn bạc lại nha. Mẹ, chuyện tìm việc cho anh hai với lại chị dâu á, anh thấy sao? Anh thấy cũng tốt mà. Em nghĩ thử coi, bây giờ anh đi làm, một mình em ở nhà đối diện với ba người. Nếu như mà anh hai chị dâu đi làm thì em chỉ còn ở nhà với mẹ. Mà một mình mẹ thì không thể làm gì em. Mẹ, tụi con mới về. À mẹ, con tìm được việc cho anh hai rồi đó. Mẹ, tụi con mới về. À mẹ, con tìm được việc cho anh hai rồi đó. Trời ơi, con trai tôi giỏi dữ vậy ta. Ủa, làm công việc gì vậy? Làm chung công ty với em, để mai em dẫn anh đi luôn nha. Ủa, Vậy còn chị sao? Chị dâu à, chị vẫn còn đang mang thai, đợi chừng nào sinh em bé xong á rồi đi tìm việc sau. Trời, mang thai thì sao? Mang thai bổ làm việc được ha. Mẹ à, thì Giang cũng chỉ lo cho chị dâu thôi, lỡ có chuyện gì thì sao? Lỡ cái gì? À, đàn bà dưới quê người ta mang thai hả? Ta còn leo xuống ruộng, ta cài, người ta cấy nữa. Lỡ cái gì? Trời ơi, đúng rồi đó em ơi. Trời, thấy vậy chứ chị khỏe dữ lắm. Với lại á, chị cũng sắp sinh rồi, cũng cần để dành ít tiền. Nữa mà chị á, có chỗ nào mà có kiếm được tiền nha, là chị cũng đi mà. Thấy Ngân nó có bầu á, mà chỗ nào nó kiếm tiền được nó còn kiếm tiền. Có hỏng như cái người mà cứ tối ngày ở trong nhà vô ra, không sanh được đứa nào hết trơn á. Còn tối ngày cứ xài tiền để chồng không à. Mẹ à, con không có đi làm nhưng mà con cũng có cửa hàng online trên mạng mà mẹ. Mỗi ngày á con cũng đều livestream bán hàng mà mẹ. Đúng rồi đó mẹ, với lại kiếm cũng khá mà. Trời ơi là trời, tôi đẻ nó ra, tôi nuôi cho tới lắm lớn gì, nó theo vợ nó quên tôi rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng có làm loạn nữa, không phải mọi chuyện đang tốt đẹp hay sao? Tao nói là tao không có quan tâm tới cái lời nói của mày ha. Bây giờ tao nói, tao cho mày chọn. Giữa mẹ với vợ mày phải chọn. Một là chọn tao, hai là chọn nó. Chọn nó là không có tao, là chọn tao không có nó. Mày chọn đi, để tao coi mày chọn sao. Dạ thôi được rồi. Chỗ của bạn con á cũng đang tuyển nhân viên. Ngày mai á con dẫn chị hai đến đó thử coi sao. Dù gì á thì công việc ở đó cũng nhẹ nhàng. Mẹ, mẹ đừng có giận mà mẹ. Giang nó cũng có ý tốt mà. Giang, chị cảm ơn em nha, vì tìm được việc cho anh với chị nha. Chị dâu à, không có gì đâu. Anh đi bên này. Anh làm bảo vệ đây trước nha. Mày nói gì vậy? Sao cho tao làm bảo vệ? Thì cứ thích ứng trước đã. Bây giờ em đang gấp, anh bên trước. Anh làm được mà, cố lên. Để nhân viên đâu? Để nhân viên đâu? Cậu không biết tôi là ai hả? Tôi không cần biết anh là ai hết trơn á. Để nhân viên đâu? Anh là nhân viên mới ở đây đúng không? Tôi là tổng giám đốc ở đây. Anh là tổng giám đốc gì tôi không biết. Không có thể nhân viên không được vô, đi ra ngoài. Đi lên chị, cẩn thận. Ly, đây là chị hai của tôi. Chào chị. Nói chung là công việc của quán em thì cũng đơn giản thôi chứ không có gì hết á. Mà nè, chị hai tôi đang có bầu á, cho nên á bà quan tâm chị hai tôi chút nha. Bầu to như này mà không phải đi làm à? Ủa, Hoàng công chuyện con sao rồi con? Mẹ hỏi con dây cưng của mẹ. Ủa Tú, có chuyện gì hả con? Anh bị đuổi việc rồi. Trời ơi, anh nó bị đuổi việc mà nó còn tâm trạng nó ngồi nó hấp canh. Ảnh đánh người, mà người ảnh đánh là giám đốc của công ty đó mẹ. Trong công ty ai cũng nhìn thấy hết, rồi con làm gì được. Con đây nè, con còn mém bị đuổi chung với ảnh nữa kìa. Mẹ ơi, Ngân nhập viện rồi.